Weibo Shop.net, shop bác tự động 100%, các vòng quay quân huy tỷ lệ nổ hũ cực cao. Nick Free Fire, nick liên quân giá thấp nhất thị trường. Truy cập ngay Weibo Shop.net, link ở dưới phần mô tả nha anh em. Tất tần tật về Seraphim, quá khứ các thất vua hải được tiết lộ. Yo, xin chào 500 anh em băng hải tặc xăm soi, trở lại với channel chém gió số 1 Đại Trình. Thông tin cập nhật tình hình chính xác nữ hoàng của Hàn Quốc cho thấy cô vẫn an toàn trước tấn công khủng bố lên nữ nhị quốc. Rất may mắn, Meromedonomi không rơi vào tay thằng răng thưa. Méo thì tưởng tượng nổi, nếu hắn bắn tin bùm chíu hóa đá tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Spotlight 1059 thuộc về Seraphim, những con quái vật Cyborg được cải tiến mà chính phủ tuyên bố sẽ dùng chúng để thay thế tổ chức thất vụ hại. Ad biết chắc chắn còn khá nhiều bạn lạ lẫm và chưa có cái nhìn khái quát về món đồ chơi siêu dị này. Bá đạo, đặc biệt, toàn diện, trong tay chính phủ đang nắm giữ con át chủ bài tương đối ao trình. Sức mạnh công nghệ kết hợp với chủng tộc đặc biệt và cả khả năng chiến đấu như những tên hải tặc hàng đầu. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất tần tật về Seraphim, quá khứ các thất vua hải được tiết lộ. Lưu ý, nội dung video có tham khảo các fanpage và giả thuyết online. Giờ thì get go thôi! Ý nghĩa của tên gọi Seraphim. Seraphim là một thuật ngữ xuất hiện nhiều trong tiếng Do Thái, được xem là phẩm cao nhất trong 9 phẩm thiên thần. Seraphim dịch ra với ý nghĩa là luyến thần, những tạo vật thiêng liêng hậu tọa Thiên Chúa. Theo đó, nó khá giống với Seraphim trong One Piece khi các cô mai này cũng được tạo ra để bảo vệ Chúa, Thiên Long Tinh. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa là vật bốc cháy, vô tình trùng hợp với đặc điểm nhận biết ngọn lửa phía sau lưng luôn bùng cháy y hệt chủng tộc Lunarian của King. Oda đã sắp xếp quá hoàn hảo cho biểu tượng sức mạnh mới của chính quyền, không quá khác so với nguyên bản của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Từ giờ, chúng ta có thể gọi nôm na Seraphim là luyến thần hay thứ bốc lửa đều được. Một cái tên nghe ngầu phết anh em nhá. Được cấy ghép gen chủng tộc Lunarian. Tóc trắng, da nâu, cánh đen và ngọn lửa đằng sau lưng, toàn bộ đặc điểm nhận diện chủng tộc Nguyệt Nhân Lunarian. Chúng ta biết về chủng tộc thần này lần đầu tiên bởi Queen và Marco ở sảnh ca múa nhạc. Theo lời Marco, Lunarian được bố già nhắc đến như một trong vài thần tộc trú ngụ trên đỉnh Red Line. Tuy nhiên, dường như tất cả đều bị tuyệt diệt, trừ kẻ duy nhất sống sót, Albert, đã bị chính quyền bắt đi. Kinh hỏa hoạn, hay nói đúng hơn là Albert, bị mang đến Pang Hazard nghiên cứu vào 33 năm trước, nơi mà hắn gặp gỡ Kaido rồi cùng Thanh Long trốn khỏi nơi này. Nhưng, cần phải nói rằng, thời gian ở đây là quá đủ để các nhà khoa học lấy được mã gen chủng tộc Nguyệt Nhân. Chính quyền đã treo giá 100 triệu cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về Lunarian. Điều đó chứng tỏ mã gen của King quý giá thế nào. Seraphim là sự kết hợp giữa thất vua hải với gen của Nguyệt Nhân. Do đó tất cả chúng đều được búp sức mạnh phòng thủ cực kỳ kinh khủng. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt bởi ngọn lửa của King khi anh chiến đấu với Zoro ở cuối trận Onigashima. Chỉ cần ngọn lửa không bị tắt, đầu tạo gần như không có cách nào để gây ra được tổn thương lên cho tên Okanban. Đổi lại, ngọn lửa thiêng khiến cho King không thể phát huy tối đa tốc độ. Vì thế hắn đã quyết định chơi liều, giảm khả năng phòng ngự để búp mạnh speed tấn công Zoro. Đồng thời, tạo điều kiện giúp anh đầu tảo ra chiều nhất kích sát. Qua chapter 1059, chị em của Boa xác nhận rằng hai con Seraphim quá bá đạo, không hề dính bất kỳ sát thương nào dù trải qua một trận chiến khốc liệt có sự tham gia của một thất vũ hải, một hạm đội hải quân và một tứ hoàng. Điều này chắc chắn đến từ sức mạnh tộc nhân Lunarian, vừa phòng thủ quá tốt, vừa có năng lực phục hồi. Có thể nói mã gen lấy được từ King đáng đến từng đồng xu các bạc. Nhìn cách Zoro khó khăn thế nào để đối đầu với King, thử hỏi nếu xuất hiện 5, 7 con, thậm chí nguyên bộ 11 thất vũ hải đều có chỉ số như Albert, đây sẽ là một bài toán khó giải. Sở hữu ngoại hình như các Shichibukai. Sau hội nghị Reverie, chính quyền ra lệnh tổ chức thất vũ hải sẽ lập tức bị bãi bỏ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Đầu tiên là áp lực từ các vị vua từng bị Shichibukai xâm lược. Tiếp đến, sự ngang ngược của những hải tặc tàn bạo được bảo hộ bởi chính phủ. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất phải là họ đã chuẩn bị cho tình huống này. Tổ chức SSG được thành lập dựa trên nền tảng các nhà khoa học hàng đầu. Đơn cử như thiên tài Vegapunk, giáo sư sở hữu trí tuệ đi trước thời đại 500 năm. Với màn debut của Seraphim, chính quyền không chỉ có cái miệng, thay thế thất vũ hải ư, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tất cả các Seraphim đều sở hữu ngoại hình thời trẻ của Shichibukai. Chớ chiều thay, hàng Shopee lại muốn cướp đi năng lực của hàng ao. Seraphim Hàn Quốc được cử đi bắt giữ nữ hoàng hải tặc. Nhưng phải công nhận rằng, với pha thể hiện của Mihawk Pacifista, chúng ta cần có cái nhìn khác về mấy con Cyborg được nâng cấp này. Nó khiến dâu đen bất ngờ, với nhát chém không thua gì đệ nhất kiếm sĩ Mihawk. Một nhát bay hết nửa ngọn núi Amazon Lily. Với việc mang dáng vẻ các thật vụ hải,
dự đoán các nhà khoa học bằng một trò mèo nào đó đã thu thập được mẫu gen tái tạo lên con người nhân tạo. Từ khi gia tộc Cờ Mà xuất hiện, độc giả biết rằng ngoài trái quỷ, nhân loại cũng có thể nhân bản theo phương pháp nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Just và Queen lại từng tham gia vào hội những nhà nghiên cứu cùng với Vegapunk, giải thích tại sao lại xuất hiện những đứa trẻ y hệt các si Chubuka hiện tại. Có một điều ngạc nhiên, tại sao SSG không tạo ra hẳn phiên bản cao lớn hơn của họ? Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Chỉ có thể giải thích là không thể, bởi ma gen kinh hỏa hoạn được lấy đi khi anh mới chỉ là một đứa trẻ. Và các Seraphim không thể phát triển quá ngưỡng từ đó. Sự thật là gì? Cần phải thêm thời gian để Oda xác nhận mới biết rõ. Chúng vẫn chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh nhất. Còn thiếu một thứ để trở thành Shichibukai version hoàn hảo. Năng lực trá quỷ, trừ mỗi Jinbei, Weavin hay Mihawk. Tất cả các thất vũ ải khác đều sở hữu sức mạnh của loại trái cây đặc biệt. Kiếm thuật, karate người cá sao chép thì được, chứ năng lực trái quỷ là một điều bất khả thi. Cho đến nay, chỉ mới có trái giòn nhân tạo xuất hiện. Vegapunk cũng đã bỏ lỡ việc nghiên cứu trái của Kaido vì cho rằng nó lỗi. Thế nên tạo ra trái nhân tạo Paramecia và Loja là câu chuyện hư cấu tính đến chương 1059. Thế nên, Seraphim mới được cử đi để truy lùng các thất vũ ải. Là con người nhân tạo, nếu chúng có ăn được trái quỷ cũng tương đối dễ hiểu. Nhưng, kể cả khi không sở hữu năng lực trái quỷ, sức mạnh hiện tại của biệt đội Seraphim cũng ngoài sức tưởng tượng. Còn một biến nữa liên quan đến đám trẻ siêu nhân của chính quyền chưa được tiết lộ. Liệu rằng các Seraphim có sử dụng được Haki không? Tất cả các thất vũ hải đều là những cao thủ Haki. Càng về cuối chuyện, sức mạnh này càng đáng giá. Sẽ rất thiếu sót nếu một đội bóng gồm 11 cầu thủ nhân tạo lại không được cài đặt Haki. Nghĩa một chút về trường hợp của những đứa con khoa học của Vinsmoke Judd. Họ chiến đấu dựa hoàn toàn vào công nghệ, từ cơ thể sắt thép và bộ đồ Red Suit. Không có dấu hiệu bất cứ thành viên nào dùng được Haki, ngoại trừ Sanji. Đứa trẻ duy nhất còn là con người chính hiệu. Từ đó suy ra, với cùng một công nghệ nghiên cứu, Seraphim không thể dùng được Haki, bởi chúng là máy móc cải tiến. Tuy nhiên, trình độ của Vegapunk lại ở đẳng cấp khác, dấy lên mâu thuẫn. Liệu rằng Seraphim, những đứa trẻ nhân tạo, có dùng được Haki, thậm chí là bá khí như Boa Hàn Cốc hay Doflamingo? Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Comment bên dưới cho mình biết với nhá! Là các Pacifista nâng cấp. Seraphim mang hình hai con người nhưng lại không có nhân tính. Chúng là những cỗ máy giết người hàng loạt, hoạt động dựa trên mệnh lệnh của chủ nhân. Theo lời Sentomaru, PX-5 chỉ là hàng rác so với vũ khí mới này của hải quân. Chúng cũng được trang bị laser hay giáp sắt, tuy nhiên có phần khó điều khiển hơn các con robot cũ. Ở Amazon Lily, Kobe phải gặp khó khăn khi ra lệnh cho Seraphim. Chúng không chịu nghe lời, mặc dù đại tá chấn bé đủ, cố gắng nhiều lần cảnh báo không được tấn công những người đang bị hóa đá. Do đó, công nghệ cải tiến đã dẫn đến việc Seraphim dường như có suy nghĩ riêng, giống như các đứa con khoa học mà Judd đã tạo ra. Có một điều khá chắc chắn, những đứa trẻ bất tử này thực sự còn vô nhân đạo hơn cả bản gốc của các Shichibukai. Chúng ra tay mà không có chút cảm xúc gì, sẵn sàng giết hại kẻ thù lẫn đồng đội. Nhỏ tuổi hay bị ngáo là thế đấy. Chúng rời đi với chiến lợi phẩm nhiều người bị sát hại, đôi mắt không tỏ ra một chút gì hối hận, miệng nở một nụ cười man rợ như kẻ sát nhân. Sự khác biệt khá lớn nằm ở con người. Seraphim có hình ngôi sao, còn Pacifista thì không. Chưa rõ tại sao các luyến thần lại được thiết kế theo mẫu này, nhiều độc giả cho rằng nó mang sức mạnh bí ẩn nào đó chưa được tiết lộ, chứ không phải là vẽ thêm cho đẹp. Tiết lộ quá khứ các thất vũ hải. Theo thông tin ở chương 1059, Seraphim dựa vào nguyên bản gen chủng tộc Lunarian, nâng cấp Pacifista và kết hợp dữ liệu thất vũ hải để tạo nên những đứa trẻ bá đạo vô nhân tính. Nó vô tình gợi ý về một số nhân vật chưa được biết đến nhiều trong tổ chức Shichibukai. Có thể bản cover này sẽ tiết lộ thêm một chút thông tin cực kỳ thú vị về họ đấy. Boa Hàn Cốc. Quá khứ của nữ hoàng hải tặc được nhắc đến ở lần Luffy bị đẩy đến Amazon Lily. 12 tuổi bị bắt bởi chính quyền và sống 4 năm như một nô lệ, bị đánh dấu ấn vết chân rồng, nỗi nhục lớn nhất của đời cô. Xem ra không có gì đáng nói về nữ vương Kuza. Jinbei, ông là người cá sinh sống tại vương quốc Ryugu. Từ nhỏ đã đam mê võ thuật karate, không có nhiều thông tin về tuổi thơ của Jinbei. Chỉ biết rằng ông là cánh tay phải của thuyền trưởng Fister Tiger, băng hải tặc mặt trời. Doflamingo, Law, Bucky đều quá rõ ở mạch truyện nên không cần phải nhắc lại quá sâu xa. Một số người mình quan tâm hơn cả. Thứ nhất, Crocodile. Chẳng biết giả thuyết ca sấu từng là nữ đúng hay sai. Hy vọng Vegapunk tái tạo thành công nhân bản Crocoboy lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếp theo, liệu rằng câu chuyện nào đằng sau phiên bản Cù Mà thời trẻ? Ông quen biết thủ lĩnh Dragon như thế nào? Gekko Moria hay Weavin cũng khiến chúng ta rất tò mò đấy. Liệu dâu trắng thật sự có con rơi? Cuối cùng, dâu đen, người mà ai cũng thắc mắc và danh tính thật quán. Liệu rằng Tít có mối quan hệ như thế nào với Sebek và xanh tóc đỏ? Được coi là lực lượng thay thế thất vũ hải, cân bằng cán cân với tứ hoàng, rõ ràng sự cải tiến trong công nghệ đã giúp chính quyền lấy lại được thành danh vốn có. Đến đây, chúng
chúng ta càng tò mò hơn tiến sĩ Vegapunk ghê gớm đến mức nào mà lại có thể tạo ra những thứ điên rồ như thế. Sớm thôi, Art tin rằng ông sẽ lộ diện, chứ One Piece cũng đâu còn bao lâu nữa. Ok, trên đây là video tất tần tật về Seraphim, quá khứ các thất vua hải được tiết lộ. Anh em muốn mình làm về chủ đề nào tiếp theo, cứ comment bên dưới nha. Rồi, như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn đến với channel của mình. Đen đá không đường. Dự đoán SSG là Seraphim, Susano và Ghost. Thôi thôi, uống đá đập đen ít thôi, bảo nhiều lần rồi. Tuấn Anh Nguyễn. Chắc chắn là Lu sẽ cưới Boa và có thể Boa sẽ ngủ. Ít nhất Boa cũng không dễ ngủ đâu. Bạn gái thằng Men sao toàn thế được bạn ơi. Hoàng Nguyễn. Em chào thuyền trưởng Samsa đẹp trai, mong được lên TV một lần. Chào em nhá, chào mừng đến với hội những người sân si One Piece. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình phát triển thêm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Wow, thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè, vô thôi.